Thì Kim Khiết xin kính chào bà con cô bác. Hiện giờ thì Kim Khiết và mấy các chị em đang có mặt ở khu Ô Thâm. Thì ở đây có một cái món đặc sản rất nổi tiếng là món gà đốt Ô Thâm. Nhưng mà lần trước mấy chị em cũng đã có đi ăn một lần rồi. Nhưng mà người ta nói nó không có phải là cái quán đầu tiên. Cho nên lần này là quyết tâm phải tìm cho bằng được cái quán nào là cái quán đầu tiên và là cái quán gốc ở khu này. Thì mấy chị em cũng khó khăn lắm mới vô được, mới tìm được tới cái quán này. Bởi vì trước khi mình đi vô đây là giống như là đi vô quán người ta vậy, phải không? Dạ, đúng rồi. Hai bên đường là hai cái quán khác không à, cứ nghĩ là vô nhầm quán không à. Cuối cùng biết bao nhiêu khó khăn cũng tìm ra được cái chỗ này. Chị nghe nói là quán này mới là quán đầu tiên mở ở đây á. Wow. Nhưng mà tại vì đi vô trong này thì đúng là không có người chỉ thì sẽ không tìm được. Nó hơi bị khó khăn. Rồi, mình đi vô trong ha. Ở đây đẹp quá ha, lý tưởng ghê không? Ngồi kế bên cái hồ, đây là hồ Ô Thâm đó bà con cô bác. Tôi đến hỏi ở giữa đó. Đây. Bán gì vậy chị? Bằng bánh bò thốt lót, bằng bánh đà tâm. Bước. Cái bánh đẹp quá chị. Bánh này bánh bò thốt lót. Bánh này gọi là quà bánh cà tum hả chị? Dạ. Bánh cà tum này là nó có gì vậy chồng? Đậu trắng nếp dừa, vậy là nó ba giống bánh bánh lá dừa của mình vậy đó. Ủa bánh này nhiêu cái chị? 7.000 một cái hả? Dạ. Ồ bánh lộn ngộ quá ha, cái này là nhà làm hay sao chị? Dạ lấy của người ta. À lấy của người ta hả? Dạ. Cái này để lâu được không chị? Được. Đây được ngày mai tới sáng. Ồ để được tới sáng mai à. Rồi vậy em lấy hết này đi. Ừ. Cái lá, cái vỏ này làm từ cái gì vậy chị? Cái vỏ này làm từ cái lá gì á con chị? Lá thốt nốt hả? Lá thốt lốc non. À lá thốt nốt non. Dạ. Còn này, cái này là bánh. Cái này bánh bò thốt nốt không? Bánh bò thốt nốt hả? Dạ. Còn cảm giác làm như còn nóng hả cô? Đại trong thùng nó trả tiền giùm chị đi, trả tiền bánh cà tôm giùm chị đi. Sao đó hết sạch cái rồi đi. Dưới này là gì chị? Cái nước thốt nốt hả? Cái nước thốt nốt. Chị tự này mấy chai, 2, 4, 7 chai, rồi 7 chai thôi dùm chỉ luôn nha mấy đứa. Lấy ra đi em. Ăn bánh thốt nốt không? Tổng cộng lại cho em. Dạ ăn. Ăn bánh thốt nốt không? Cái này... đẹp vậy? Cái này công phu ơi. Nhớ nhìn công phu quá ha. Còn này bánh nhà làm hả cô? Dạ, nhà làm con. 20 nhé. Cái này của cô làm luôn? Cô tự làm. Cô đi một mình hả? Dạ, một mình. Cái này nhiêu cái cô? Cái 5 ngàn con. Vậy lấy cho con mấy mình 8 cái đi cô. Dạ. Dạ. Cái này là mình ổ bánh bò mà nó lại có dừa nữa ha. Ăn sao đó con. Tại dừa này cô ép rồi, em hấp chín nữa. Mình là người đồng bào hả cô? Dạ. Mình là người đồng bào nào vậy cô? Đồng bào Khmer. Dạ. Dạ. Nhà cô ở gần đây không? Nhà cô xa con ơi. Chừng 2 cây số. 2 cây số sao quá trời. Tại cô đi chạy xe đạp. Cô chạy xe đạp hả? Dạ. Cái này là cô làm lúc nào? 6. Cái này 9 giờ cô đang làm. 11 giờ tới đây. Mấy cái? 8 hả cô? 8 cái. Rồi 8 nè. Mấy cái bao nhiêu vậy cô? À 40 ngàn con. Ổ lớn gì à. Bánh bò thốt nốt đây là quá ha, nhỏ không à. Cảm ơn nha con. Rồi. Dạ rồi, vậy cô bán tiếp ha. Dạ. Mua xoài đi. Thử đi. Mua ăn là sao thấy. Mua xoài đi nữa kìa. Mua xoài. Cho con ơi, trả con. Dạ, cảm ơn. Trái đó xoài đó nhiêu con? Trái 20. Đây con mua cho. Rồi, cháu cho bé 20 luôn đi. Này, con có tiền hối không? Chưa có thấy ăn gà mà thấy ăn hàng trước không à. Nhưng mà cái bánh này là thấy là đẹp mắt ghê luôn chị. Cái bánh lạ ghê á. Hồi nãy lúc nãy thì tưởng đâu là làm ăn hổ quậy là cái gì ngày xưa của bên mình gọi là cái gì? Cao lầu. Nem lạ, nem lầu. Cao lầu. Nó giống giống vậy nè nhưng mà nó nhỏ hơn. Ủa lộn nó lớn hơn. Còn này là bánh nào tụi em khui ra ăn thử coi. Nãy giờ em kiếm cái chỗ mở mà em không biết đường à. Nhìn lạ quá. Đây là mở cái này nè. Để mở ra cái này đi
xong rồi mình nghiên cứu. Để em mở cho. Bánh cao lầu đâu, em khui ăn thử tôi. Nhưng mà nó xếp đẹp chị ha. Xếp đẹp không đỡ ăn luôn đúng không? Trời ơi, bà tôi chơi rồi. Nó đang chơi bowling. Bạn chuyện cái nè. Bây giờ mình bắt đầu từ đâu chị? Em mò đi. Chị nghĩ là phải có cái mối nào đó để mở á. Đó, em thấy cái mối nè. Đó. Chị lấy rồi đâu rồi à, chị? Rồi sao nữa? Ê, giống như mình chơi đồ hàng á, mình phải lắp từng cái ra vậy nè. Ăn cái này hơi vất vả ha. Phải nghiên cứu nữa đó tôi. Tiêu rồi, anh tháo ra tới dưới này rồi. Làm đẹp quá mà tháo cực quá. Không ra. Trời ơi, sao nó vòng xuống đây luôn rồi một chút mình cầm tay mình ăn. Vấn đề là cái lúc mà đang làm gói cái bánh này nè, làm sao mà bột nó, ủa nếp nó sống như vậy mà để vô gói như vậy được ta? Em nghĩ chắc dắt lại xong rồi bỏ vô quá. Có thể là hấp mà hấp nếp trước. Chứ nếu nếp sống làm như bánh lá dừa thì không bỏ vô được. Trời ơi cái gì vậy tôi? Ủa đây là chín rồi mới gói hả chị? Chị nghĩ tại là vì vậy ở ngoài đâu có dơ đâu. Ví dụ mình nấu rồi bỏ ở trong là nó phải có dính cái gì đâu. Rồi sao nữa? Trời ơi, nhìn thì đẹp mà ăn trời ơi. Cái món bánh này giống như thách đố vậy. thử thách chí lòng kiên nhẫn. Liền đôi bụng mở cái này ra ăn một hồi xỉu luôn. Cái này dơ tay á. Cuối cùng thì cũng lấy ra được rồi kìa. Y như bánh lá dừa hả? Rồi làm sao? Rồi em ăn thử coi. Cái gì trong? Bột nếp không à? Nếp cái đậu trắng không à? Nó lạc lắm. Vậy hả? Dạ, nó không có ngọt gì hết á. Ngỏ bánh cà tun. Ăn xong vậy cà tun. Mà nó kệ ăn thử để biết. Mình ăn thử để biết sau này người ta nói bánh cà tun mình còn biết là bánh gì. Mẹ đưa em lột cho. Thôi em lại thích lột chứ không thích ăn đúng không? Bánh này người nào lột người đó ăn. Anh lột đẹp kìa, em lột nó 7 ngày luôn. Có nhân chồng không? Tại vì lột ra nó vô tay và nên tay người nào đi ăn. Vậy không? Cả cảm giác sao? Cái này phải bỏ thêm trái chuối vô ha. Là thành bánh lá dừa luôn. Đúng rồi. Thì nó đâu còn là bánh cà tun nữa, thành bánh lá dừa rồi. Trời ơi, cứu tôi sao nó như vậy? Nó mặn mặn mà, nó mặn mặn mà tôi. Mặn hả? Dạ. Mặn rồi, tôi mất vị giác luôn rồi. Đắp nó tay anh mà. Liên quan nó tay anh chưa dính bánh ở, mở nửa tháng rồi chưa xong kìa. Đó, 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 em sắp về đích rồi đó. Lạ quá ha. Đúng là mỗi nơi sẽ có một cái loại bánh khác nhau. Giống như ở dưới mình thì có bánh lá dừa. Ở đây người ta không có lá dừa, người ta có lá thốt nốt. Thì người ta làm bánh thốt nốt. Mà người ta không gọi là bánh thốt nốt, người ta gọi là bánh cà tun. Và cái tiếng tên gọi. Nhưng mà rất là tỉ mỉ nha. Ngồi gói cái bánh công phu tỉ mỉ dễ sợ luôn á. Cái này giống như mấy cái giỏ mà đan của mình á. Dạ, giỏ công mỹ nghệ. Làm rất là khéo léo, tinh xảo luôn. Bốn góc bé mà. Đó, có góc, có góc hết trơn à. Nhưng mà nhai hỏi mặn mặn đúng không? Cái hoa xếp rất là đều luôn nè bà con. Đúng. Cô bác bốn cắm. Rất là đẹp luôn. Chào tươi nó. Nhìn nó không nở ăn luôn á. Mà ác cái là không chắc có để được lâu. Nó sẽ phải có. Chứ nếu để được lâu mình mua, mình mang về nhà cho nó lạ. Mà cái này mai là hết ăn được rồi. Đó, cái gì nó giống cái bánh lá dừa của mình nè chị. Ưa như bánh lá dừa hả? Dạ. Chị là không có nhân thôi. Đúng rồi. Đúng rồi. Ủa vậy sao người ta không bỏ vô một ít bỏ chuối vậy là đậu gì cho nó ngon. Chị nha. Cái này em dẹp xích qua kia cho miếng nữa. Em không ăn được đâu. Có ai uống thuốc nước không? Tôi uống thuốc nước không? Dạ có. Ôi, em uống đúng không? Nè. Rồi chị Kha ăn cái nữa kìa. Rồi Kha uống nước thuốc nước không? Dạ em uống. Lên không uống hả? Dạ không. Nước chừa bụng đi ăn món đặc sản đúng không? Đúng vậy. Nhưng mà không có đường đá, có đá không tôi? Em rắc đá rồi bê ly. Cho chị xin ly đá đi. Để em nghiên cứu cái bánh này. Cái bánh này khỏi nghiên cứu em. Lọt ra là ăn hơi dễ lắm. Ý là ăn vị nó mà sao á. Bánh bò thốt nốt. Ăn bánh bò thốt nốt hả? Chưa. Trời ơi, vậy luôn hả? Quá uổng phí cuộc đời luôn. Bánh bò thốt nốt nó quen thuộc quá mà nó chưa ăn luôn. Cho chị miếng với tôi rồi. Còn đây là nước thốt nốt rồi bà con cô bác. Thì để chị uống thử. Em thấy cái chai thuốc nốt người ta lấy cái nước thuốc nốt để trên cái bông á chứ không phải lấy trong trái.
Cái này gọi là mọc hả chị? Buổi sáng người ta sẽ đi leo lên trên cây á, rồi người ta thu hoạch ở trong cái bông á. Chị nghe nói vậy thôi chứ chị chưa lấy bao giờ nên không biết. Nhưng mà nó thơm với ngọt lắm mà con cô bác. Mà cái này chị không có bỏ thốt nốt vô, chứ nếu mà bỏ thốt nốt vô nữa thì nó mới ngon. Cái này là hình như là nước nguyên chất, không có để thốt nốt. Để nó để cái hộp đó hả? Ngọt. Dạ, bà con cô bác thì đang đột nhập vô trong khu vực bếp của quán gà đốt ô thâm để ai đó hả? À, mình đốt là đốt vậy đây hả? Cái đó là dầu hả em? Ồ. Ồ. Ở đây là chị thấy nhiều quán bán gà đốt ghê luôn á. Cái này là mình đang ướp đó hả? Dạ, đang ướp được hết. Cho chị gắn cái này nha, nói chuyện cho dễ. Ủa cái này là mình ướp với cái gì vậy em, me hả? Dạ không, xà tế với lại dầu hào chị ạ. Là bây giờ mình bỏ vô mình ướp, ướp xong rồi mình ướp sẽ xong bỏ mình vô. Đốt. Ủa sao lại không gọi là gà chiên hay gà nướng mà lại gọi là gà đốt vậy em? Cái này mình chỉ để dầu một tí thôi chị. Mình dạ. Để dầu để nó đừng cho nó khét nồi á. Dễ đốt hơn. Người ta chiên là... người ta để ngập dầu, em chỉ là để dưới bếp nồi thôi đừng cho nó khét. Làm vậy là rồi đó, không có thêm gì nước hoặc là dầu gì cả. Rồi bây giờ mình để gà vô. Rồi, bên đây nè, bên đây đang chiên cơm đúng không? Dạ, anh nói là đang chiên cơm. Đây, còn đây là cơm chiên tỏi. Cái này là mình có tỏi với lại hành. Hành tiêu. Ở đây là một mình em làm hả? Dạ, có mẹ với ông nội với đứa em phụ. Vậy là gia đình mình thôi? Dạ, nhà ở nhà mình thôi, không có bước ai. Ủa còn quán này là của gia đình mình luôn hả em? Dạ, quán, dạ. Lúc trước mua. Ồ, rộng vậy hả? Dạ, mua đất. Ủa hình như quán em là quán đầu tiên mở đây phải không? Quán em sau ốc đảo quán. Ốc đảo quán qua được 2-3 năm mới qua tới em. Ốc đảo hả? Dạ, ốc đảo quán bên kia. Rồi mấy cái quán ngoài này là sau này người ta mới mở. Dạ đúng rồi. Sau quán ông Siêu. Ở trong đây chắc có cỡ chừng cả chục cái quán đó hả em? Ở trong này mười mấy quán không chừng cỡ. Mười mấy quán. Em có gia đình chưa? Dạ có rồi. Vậy hả? Dạ. Có mấy đứa con rồi? Ba. Ba đứa hả? Rồi cái nồi này nó kêu kìa. Quá trời luôn. Đây là cái lá trúc nè bà con cô bác. Nãy giờ mọi người với lại bên team của thầy cũng thắc mắc là cái lá trúc là cái lá như thế nào. Dạ đây cái lá trúc nó như thế này. Nó rất là thơm luôn. Cái này ở dưới Vĩnh Long quê Thùy thì không có. Cái cây trúc nó có gai nhọn dễ sợ luôn á, nhìn nó giống như là cây chanh, cây quýt vậy đó. Nhưng mà cái lá nó thơm ghê á. Lá nó thơm hơn là lá chanh với lá quýt. Cái lá này làm nước chấm bỏ vô trực tiếp luôn phải không em? Dạ đúng rồi. Cái này là hồi trước có ai chỉ mình cách làm không hay là tự? Dạ mình chế biến ra luôn. Tự mình chế biến ra. Là coi như là cái món này là từ xưa là gia đình cũng có ăn đúng không? Dạ từ xưa, tại vì em có đi qua Campuchia một lần á, rồi em thấy cũng thấy đốt cũng được. Về nhà mình quay về xứ mình bán luôn. Em cũng là người em người Khmer. Người Khmer. Ở trên đây đa số là người Khmer phải không? Dạ đa số người Khmer. Nãy chị đi vô từ ngoài đi vô thấy đa số là đồng bào Khmer không à? Ở đây mình bán được không em? Dạ cũng được, lay ra lay lay được. Trời ơi, đất rộng dễ sợ luôn á. Ha, cho món này cái. Ha, món cơm đi. Vậy bây giờ mình đợi. Ủa, vậy là chín chưa em? Dạ chưa. Tới 15-20 phút mới chín vậy. 15-20 phút mới chín. Ba em còn đốt với ổng bắt bằng tay không á. Bị quen á. Vậy hả? Dạ, bắt bằng tay. Trời ơi. Mình làm cũng 7-8 năm rồi, nhiều kinh nghiệm rồi. Ủa mà mình chỉ có 3 món mà hả em? Dạ. Thường xuyên quán, tại vì bữa nay hết bồ câu. Bữa nay có bồ câu rừng với cu rừng nữa. Vậy hả? Dạ, đã hết. Trời. Chỉ còn gà với bò thôi. Xui quá vậy. Vậy là có thêm bồ câu với cu rừng nữa. Dạ, mà hôm nay thì không có nọc ăn bà con cô bác. Hôm nay chỉ có gà thôi. Có gà với bò. Vậy
Vậy là mình chở tới chở lui nhiều lần cho nó vàng hết. Rồi gà ra tới. Wow. Trời ơi hấp dẫn quá nha. Em lại ăn cái bánh này sao ta? Thì em ăn cái bánh xong đi. Đó, đây là cơm chiên nè. Đây mình có gì đấy? Không, ở đây chỉ có bò đốt với gà đốt thôi. Bò đốt. Nhiều nước quá, nhiều đồ cái nó chật cái bàn. Sao mà cái bao tay rồi xé đi. Bị dảnh. Nóng á. Ở đây thì ít món, ở đây chỉ có 3 món thôi à. Chỉ có gà đốt, bò đốt với lại cơm chiên. Có bò đốt nữa hả chị? Bò đốt chỉ có gọi rồi. Nó đốt nguyên con bò luôn á. Cho nên cũng không có nhiều sự lựa chọn. Ồ, thấy nó không có mỏ hả chị? Ừ. Chắc là gà leo núi á. Cảnh buổi chiều đẹp quá. Hồi nãy chị thấy có mấy đứa nhỏ nó tắm ở đó nữa. Nhìn dễ thương quá. Có mấy con dê đó chị. Nhìn yên bình quá. Không. Núi này không biết là núi gì luôn. Ủa những cái núi tức dục là núi nào lúc nãy em lấy để chưa? Núi tức dục. Tức dục là cái nằm trên đồi tức dục. Ừ, không chừng là cái đó đó. Tại vì chị thấy sát bên à. Ủa? Không có chén nữa ta? Trời ơi. Ủa tưởng ủa đi ăn sao không có chén, không có gì trên. Cắt cái đùi này ra luôn nè, lên. Nó bụng ghê á, ngồi đợi Linh nó cắt con gà mà đói dễ sợ luôn á. Linh ơi, em phải cho chén này một miếng đi Linh ơi. Để cho chị thầy thử à. Thôi từ từ đi em, xong rồi ăn được luôn em. Ngoài ăn mọi người ơi. Ơi, quá ngon. Mời mọi người, dạ mời bà con cô bác. Dạ em mời. Rồi bò tới luôn. Wow. Rồi ăn thôi. Ăn thử cái quán này là xem như thế nào nha. Quán này là được cái người địa phương này người ta giới thiệu á, người ta nói là quán này ngon lắm. Sao chị? Em đang bị ho. Gà thì có sao đâu. Ồ, cái nước chấm nó kẹo ghê ha. Gà dai, mềm, dai giòn, thơm. Chị nó không có bị mỡ chị. Ăn không có bị ngán nè. Cái gà đơn giản như giống như là nướng á. Mà đốt luôn trực tiếp trên lửa cho nên chị nghĩ là gà mỡ nó chảy xuống hết rồi. Nhưng mà con gà này cũng ít mỡ nó chắc có lẽ là gà nó thà chạy trên núi rồi cho nên nó ít mỡ hay sao á. Quán ngon thơm. Chào Lên. Chào Lên. Em review hả? Ngon. Ngon hả? Có cái bò đốt này lần trước ăn bên kia bây giờ bên đây đều thấy nó cứng nhắc rồi. Bò này giống bò một nắng á hả? Thời sắc ra rồi mới đốt chứ không phải là đốt nguyên đảng mình sắc hay không, nhưng mà ngon, ngọt. Nhìn thì có vẻ không ngon, ăn vô thì thấy ngon. Ngon quá. Chị Mai thử bò không? Có da có này ngon. Ăn giống như là cho gác bếp vậy á. Rồi rồi. Thử một miếng mới được. Cảm ơn em. Chị hay ăn cà chua không? Đó đẹp. Đúng là thịt bò. Gà. Chưa gà ở trên đây nổi tiếng nhất là gà đốt ô thơm á bà con cô bác. Cho nên món gà lúc nào cũng ngon nhất hết. Nấm khô thiệt. Lúc nãy trên đường đi em thấy quá trời chỗ bán luôn. Chị ơi, chỗ lớn, chỗ nhỏ quá trời chỗ luôn. Nhưng mà tính ra mình tìm vô được tới đây là mình hay quá ha. Đúng rồi. Tại vì quán này là cái quán đầu tiên ở đây. Nó chưa hẳn là quán ngon nhất, nhưng mà tại vì chị muốn thử cái quán mà gốc cộm nhất nó như thế nào.
Thì ở đây thì nó cũng hơi ít đồ ăn, tại vì nó hơi quốc á. Mấy quán bên ngoài là người ta đông khách hơn, nên người ta có nhiều món ăn hơn. Ở đây chỉ có 3 món à. 3 món thì kêu đó bà con cô bác là hết menu của quán này rồi đó. Có cái lá chút thơm á. Thơm, bỏ lên mình ăn cảm giác như ăn trâu gác bếp vậy. Thơm, dai. Công nhận có mấy cái lá chút để lên nó thơm cực kỳ luôn á. Vậy thôi ăn. Ở dưới mình không có lá chút ha. Ăn chung. Em chưa bao giờ thấy cái lá chút ở ngoài luôn á. Cái trái chút giống như trái chanh vậy, chị thấy nhăn như trái chanh mà lớn hơn. Cái lá cũng giống vậy hả chị? Tại vì lúc mà nấu ra thì nó bị xẹp hết rồi, em không biết được cái hình dáng nó luôn. Cái lá nó cũng giống như lá chanh vậy đó. Nhưng mà nó thơm chị ha, em ăn trong nó thơm. Y hợp lá chanh của mình nha, mà to hơn. Lấy gì mày khác? Này có ai cần nước chấm không? Dạ, mình này đủ rồi chị. Tại vì xin ngưỡng chén á. Rồi ăn đi. Nó bụng ghê luôn á, đi tới đây đói, đói ghê. Cái đường vô đây bà con cô bác trời ơi nó dằn. Giống như xoài lắc vậy chị. Nó dằn đường nó xấu, đi vô tới đây là đảm bảo là ai cũng sẽ đói hết trơn á. Lúc nãy trên đường đi á, thì Thiện không có đói. Cảm giác nó còn đang no, nó trời ăn gì nổi. Nhưng mà đi vô tới đây nhồi tưng 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 vô tới đây là đói. Nhìn thấy dĩa gà là bắt đầu muốn ăn liền. Mới bước vô là em nghe thơm. Ở đây nhiều quán bán chị ha. Đúng rồi. Gà đốt ô thơm giống như là đặc sản của khu này luôn. Hồ ô thơm. Quán thì mỗi quán mà là một tên khác nhau. Còn gà đốt ô thơm giống như là tên chung của khu này luôn. Giống như gà nướng lu vậy đó. Tôi em ăn gà nướng lu chưa? Giống như hủ tiếu Sa Đéc luôn vậy đó. Hủ tiếu Sa Đéc là hủ tiếu của Sa Đéc thôi, chứ thật ra có nhiều quán bán mà mỗi quán nó sẽ ngon một kiểu khác nhau. Từ ở ngoài thì đi vô tới trong đây chắc 2 km, mà chắc cỡ chừng mười mấy cái quán gà đốt ô thơm với bà con cô bác. Nhưng mà hình như mình vô cái quán cuối cùng đúng không? Dạ. Nào, quán này. Nhưng mà hình như quán này là view đẹp nhất luôn. Tại vì nó có cái phần hồ phía sau này. Là nằm ngay chỗ ngay cái hồ ô thơm luôn á. Ủa vậy là cái hồ là đúng hồ ô thơm hả chị? Trong này phải cảm giác yên bình thôi chị ha. Bữa tối xuống cũng đẹp lắm. Lần trước chị có ăn đây một lần rồi. Nhưng mà chị ăn quán bên kia. Hôm nay mới vô quán này thử. Cơm ngon không? Để em ăn thử. Mai nó thích cơm chiên. Lần nào đi đâu cũng ăn cơm chiên chứ. Ngon. Ngon. Thơm tỏi. Cơm chiên tỏi. Điều yêu chỉ có trứng ngon thôi hả? Nước thay đổi vị. Ngon ha. Ăn cơm đi. Thơm tỏi mất. Thơm tỏi. Cơm chiên tỏi hả? Cơm chiên tỏi. Cơm chiên trứng, cơm chiên. Trứng không? Không, không này cơm chiên tỏi mà. Cơm chiên truyền thống luôn á. Rồi thôi, mình chào tạm biệt bà con cô bác đi rồi. Dạ thì Kim Khiết và các chị em xin chào tạm biệt bà con cô bác ạ. Xin hẹn gặp lại bà con cô bác ở clip kế tiếp. Xin cảm ơn rất nhiều.